Hello mọi người nha, đây là trái dưa ly mình vừa gọt xong. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem video mình gọt dưa ly nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị ra chợ mua cho mình một quả dưa ly. Dưa ly thì các bạn chọn cuống tươi, vỏ căng. Và đằng sau cái ở dưới cái quả nó sẽ có vòng tròn, thì lở rộng thì nó sẽ là già, càng rộng thì nó sẽ già nhé. Dạ thì các bạn mua về thì lúc đấy thì nó mới ngọt được. Nhìn quá tươi, cuống tươi. Rồi các bạn sơ chế sạch sẽ, rồi các bạn cắt vòng như cái vỏ trên màn hình các bạn đã xem này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Mời các bạn xem video của mình gọt dưa ly. Hello mọi người nhé, hôm nay mình sẽ gọt quả dưa ly này. Các bạn khi chọn quả dưa ly ngon thì các bạn chọn những quả nào mà nó nhìn nó tươi này, cái cuống nó xanh tươi và đằng sau này nó sẽ nở rộng cái vòng tròn này, thì quả nó sẽ là nó có độ ngày tháng nó chín đầy đủ rồi. Đấy, các bạn chọn cho mình những quả nào cái vòng tròn này nó nở rộng ra thì quả đó nó già và cuống nó xanh này này sẽ tươi, da căng bóng. Xin mời các bạn xem video mình gọt dưa ly này nhé. Tiếp mình sẽ cái phần đầu này đi, cuống này đi. Sẽ quạt xung quanh. Mình sẽ quạt vào vòng tròn này. Thích kiểu vòng tròn này để cho nó
Xong, mình đã video của mình đã gọt trái dưa lê này đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn làm YouTube thành công và cả đái được nhiều thành công trong công việc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào, bye bye.